Thưa quý vị, mặc dù số lượng lao động thất nghiệp tăng cao bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thế nhưng số lượng lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Long An lại giảm đến 44% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm chỉ nhận khoảng 17.000 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nguyên nhân được cho là do người lao động mất việc hoặc tạm ngưng việc làm để đổ về quê. Vì vậy, có thể họ đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ngay tại nơi cư trú. Tạo điều kiện cho người lao động, tại vì quy định trong luật á, thì quá hạn 3 tháng thì có hồ sơ sẽ trả hạn. Trên tinh thần là có đóng có hưởng, và là người lao động nên lưu ý á, mình nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở đâu cũng được. Và cái thứ hai nữa, và nếu mình không hưởng lúc này thì cái đó được bảo lưu trong thời gian về sau, cho nên người lao động cứ yên tâm. Do tác động của COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động hoặc phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người lao động không có việc làm. Trước tình hình này, thời gian qua, các trung tâm dịch vụ việc làm tại Long An đã tích cực hỗ trợ người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đẩy mạnh thu thập thông tin về thị trường lao động để nắm bắt, cập nhật tình hình biến động lao động, khai thác vị trí việc làm trống để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người sử dụng lao động, góp phần điều tiết thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.